Chào cả nhà. Có một câu chuyện này nữa nè, là cũng là câu chuyện tâm linh luôn nha. Đó là một câu chuyện á, có một cặp vợ chồng trẻ ở phía bên nhà bè. Đó thì á, vợ chồng người ta cũng còn nhỏ chứ không có lớn. Thì á, ở với nhau á, cũng có ba mặt con. Mỗi ngày á, vợ chồng á, buôn bán giống như là mấy con còng á. Người ta đi giống như thu mua những cái con còng mà những người khác đi xôi còng xong rồi đem á, là bán lại cho vợ chồng này. Rồi vợ chồng này á, mới đem mấy cái con còng đó thu gom á, mới đem lên cái chợ Chí Họa trên đó trên đường Cách Mạng Tháng 8 á, là bán lại á, cho những người mà người ta mua, những người mà bán lẻ đó lên trên đó bỏ mối cho những người bán lẻ lại. Thì ngày qua ngày cuộc sống của người ta là như vậy. Thì sáng là người ta đi, chiều ấy tới chiều trưa là người ta về. Đó, còn khuya là cứ ai mà còng bao nhiêu là khuya 2-3 giờ là hai vợ chồng đã đi lấy còng rồi. Đó, những con còng, con cua đó là mấy chắc mọi người biết rồi chứ gì. Đó, thì nói chung cuộc sống họ rất là ổn mà cũng vui vẻ nữa. Mà không hiểu lý do làm sao nha. Cái người chồng này á, là mỗi lần nó đi tới cái cầu Phú Xuân á, là người chồng hay kêu vợ á, ngừng lại, xong rồi ngó xuống sông á, nói cái gì 2-3 câu, 4-5 câu gì đó, nhưng mà ngừng cho người vợ đứng xa ra một chút. Rồi người chồng nói cái gì á, mà hay nhìn ở dưới cười giỡn gì đó thì không có biết đó. Thì người vợ mới hỏi, ủa anh mới đứng đó làm gì, nó hỏi làm chi đó, chứ cũng không có nói cho vợ mình nghe. Nhưng mà người vợ ngày qua ngày thì vợ chồng mà thấy cái thái độ của chồng mình khác là cũng đã thắc mắc, mà không biết là cái chuyện gì mà cứ ngừng cái đoạn đường đó không à. Cái có hôm cũng cái lúc mà nói chuyện đó thì vài tháng sau, tự nhiên á, buổi chiều đó cái người chồng mới rủ vợ là hôm nay á, giống như có xong công việc sớm á, thay đồ á, đi chơi dạo hôn, đi lên Sài Gòn chơi hôn. Thì á, người chồng á, mới nói vợ vậy hoài, vợ nói đi đó. Thì á, ngủ ghen vợ nhau đi vậy đó, đi chơi rồi bạn về á, tự nhiên đang đứng ngay cái cầu Xuân là người chồng nói thôi đứng đây cho mát chút đi về. Nói vợ nói là thôi về đi, giờ này khuya rồi, đứng đây để làm gì nữa, tại vì khuya rồi đi buôn bán khuya sớm không à. Đó, người vợ cứ nói vậy, tự nhiên người chồng nói em đứng đây chút xíu đi, rồi tự băng đi xuống dưới phía cầu á, rồi đi xuống luôn vậy đó. Trời, người vợ hết hồn luôn, tưởng đâu là người chồng mình đi đâu xuống đó thôi, chờ hoài không thấy. Đó, tới chừng á, chờ cũng cỡ là 15-20 phút luôn không thấy người chồng lên. Tự nhiên á, người vợ ngó là thấy người chồng á, đi xuống tới cái phía dưới cái nước rồi nha, mà quơ tay vậy nè. Trời ơi, người vợ hết hồn luôn, giống như thấy chồng mình vậy luôn, sợ quá la lên. Thì á, la lên thì ở đó người ta bu lại, người ta nói tưởng đâu là cái cô này là bị khùng la, nó có nhịn dưới đâu có ai đâu mà la. Nó có chồng tôi đó. Tự nhiên đi xuống đó la làng lên, thì nói chồng tôi mới đi xuống đó, tự nhiên ảnh kêu ảnh đây đứng đợi tôi, đợi ảnh đi rồi ảnh lên, tự nhiên cái ảnh đi luôn vậy đó. Thì ta la làng lên, cái khi mà vớt ảnh được lên á, thì người ảnh giống như là có ma da rút vậy đó, tại vì kéo lên á thì nó nhớt lầy, mà nó chết, mà chết theo kiểu kỳ cục lắm. Tại vì nếu mà là chết trôi á, thì nó phải trôi đi hoặc là như thế này thế nọ. Còn cái này ảnh xuống sông ảnh đứng làm sao, thì khi vớt lên là ảnh đứng ở dưới đó như vậy luôn. Đó, mà trên tay ảnh còn cầm một cái nấm gì á, mà nó rất là nhớt và theo kiểu như người ta nói giống như là bị ma da bắt vậy đó. Mấy người mà người ta rành về cái sông nước á, là người ta nói là ảnh do ảnh bị giống như là ảnh có duyên kiếp với lại cái người ma da đó vậy đó, cho nên người ta rủ ảnh xuống đó. Thì ngay cái đoạn đường đó luôn, khi anh này chết đó cũng được 6-7 tháng sau, tự nhiên cũng có một cặp vợ chồng này, nhưng đó giờ đi ngang đó đâu có gì đâu, tự nhiên cũng kêu vợ đứng đó chờ xíu đi,
xuống đây đi tiểu một cái này lên, cũng giống như vậy luôn. Trời ơi, la làng lên một câu chuyện á, người ta nói trời ơi, ngay chỗ cái đoạn đường này á là trùng khớp giống như nhau hai lần, là một cặp vợ chồng bằng, hỏi ra là bằng tuổi luôn mà cũng chết giống như nhau luôn. Đó là một cái câu chuyện nhìn không có gì hết trơn á, mà nó chết một cách quang đường vậy á, là do á Maya nó rủ ren xuống dưới. Nhưng mà cái đoạn đường đó người ta nói á, người ta cũng đem đồ ra người ta cúng, khi người ta thấy chồng đã chết vậy á, ta cũng đem những cái thức ăn thức uống ra người ta cúng, ta cũng cúng bộ tâm sên, nói chung là ta cúng người ta với tiền đồ rất là nhiều. Nhưng mà người ta thấy á, những cái những người mà buôn bán khuya đó, người ta thấy về ngồi hoài, vừa thấy ta chạy tới nhảy xuống cái ầm đó, mà người ta thấy luôn cái bóng đen thùi lùi. Đó là cái khúc mà cái đoạn đường mà trên cổng sưng á, mà sau này á nha, người ta cũng nhờ á thầy đồ này nọ cũng cúng kiến dữ lắm á, sau này nó mới hết, chứ cái đoạn đường nó chết là mấy cặp rồi đó. Đó là câu chuyện mà Maya đó, nó rủ ren chết một cách kỳ dị vậy đó. À, câu chuyện vừa rồi á là cũng nó ngắn quá nên mình kể tiếp theo luôn một câu chuyện như vậy nè. Đó, có một cái cặp vợ chồng này mua nhà mà phía dưới Cà Mau á, thì phía dưới Cà Mau á là hầu như á là người á là đạo Chúa nhiều hơn đạo Phật của mình đó. Nhưng mà cái vùng này á là vùng phía trong nữa, cho nên đất á nó cũng còn rẻ nữa, cho nên á cái vào cái năm đó đó cũng có một cặp vợ chồng đó. Chồng á thì làm về cái nghề xây dựng á, còn vợ thì làm về cái ngành mà giống như là mai công nghiệp á, mai giống như mấy cái cơ sở dưới phía đó đó. Thì hai vợ chồng đi làm, nhưng mà dành dụm á mới mua được một cái miếng đất ngay chỗ nơi đó. Thì khi mà để đủ tiền để cất nhà lên á, tại người vợ là người chồng làm xây dựng mà, cho nên á họ định cất lên á một cái căn nhà mà theo kiểu cấp 4 thôi, tại vợ chồng nhỏ mà, cho nên nó có được một căn nhà cái thời điểm nó rất là bần đó. Khi hai vợ chồng mua về á, lúc mà dựng lên mà đào móng tính xây lên á, tự nhiên á là ở phía sau của cái cục đất đó đó, là nằm vô cái diện tích mà mua đó, tự nhiên có hai cái mã mà cái người lân cận đâu đó đó, người ta nói là hai cái mã này giống như là lâu đời lắm rồi, cái người thân của người ta đi nơi khác ở rất là lâu rồi, chứ giống như là mồ mã này đã bị giống như là giờ không có còn người thân ở đây nữa. Thì cái người chồng á thì trong lòng muốn cất nhà mà mới nói thôi kệ người ta, giống như là tôi không có tin, giống như có chết lâu ngày rồi thì người ta chắc người ta cũng đi đầu thai rồi chứ không ai mà còn sống đây đâu. Thì người chồng á cũng khăng khăng vậy, nhưng mà mấy người láng giềng ta nói thôi, nếu mà muốn cất nhà, muốn yên ổn á, muốn ở á, cho nó lâu bền á, thì thôi đào lên đi, rồi á, giống như là mình đi thiêu người ta xong rồi bốc cái hũ cốt á, đem vô chùa vậy là xong, giống như cũng gian giái người ta, cái mộ phần người ta vậy mà. Nhưng mà cái người thanh niên này, cái cặp vợ chồng này nè, cái người chồng không có chịu. Người chồng nói là ôi mấy người đừng có nói nhiều, chết là hết, không có gì đâu, tôi không có tin mấy cái chuyện đó, nhảm nhí đó. Người chồng vẫn cất lên, nhưng mà ác một cái nỗi là cái khúc mà cái mã của người ta đó, thì người chồng này lại xây và tô, nó nằm ngay chân cái đó, là gọi là cái toilet. Thì chắc có lẽ giống như người ta chết, nhưng mà cái hương hồn của người ta giống như là người ta cũng thấy còn có sự linh thiêng chứ, ai cũng vậy, đè đầu cởi cổ người ta kiểu đó, người ta đâu có chịu đó. Vào khi mà nhà cửa đó xây hoàn tất rồi á, thì cái người chồng mới nằm ngủ đi, đêm hôm thì về nghe tiếng văng vẳng của một người đàn ông giống như là vừa nói mà vừa cảnh báo rồi đó, nói là tao biết mày không tin, nhưng mày không tin thì mày sẽ thấy sự thật, là mày đã đè lên đầu tao bằng những cái thứ dơ bẩn. Thì
Thì nếu mày không tin thì tao lôi cho gia đình mày đi hết một lần. Đó, nói vậy thì nói ngay ra người chồng á, cũng không dám kể cho người vợ nghe. Nói chung là trong lòng cũng lo lắng. Đó, thì người chồng này á, mới sáng á, mới đi uống cà phê giống như là cùng xóm vậy đó. Trước khi đi làm á, cũng uống cà phê. Thì mới kể là cho những người bạn mà ngồi với mình uống cà phê nghe là câu chuyện tối hôm qua vậy đó. Thì mấy người này nói, ê, nói gì là có đó nha. Thôi bây giờ người ta nói gì mình lỡ rồi thì mình gian giái người ta đi. Giống như là mình mua nhà thiệt nhưng mà cũng giái là ông chủ gia với bà chủ đất ở đây á, phù hộ cho tôi, nếu tôi có làm lầm lỗi gì á, thì bỏ qua. Giống như cái người đó chỉ dẫn anh này giái như vậy luôn mà ảnh không có chịu, ảnh không có tin. Đó, ảnh nói trời ơi, thấy cái câu chuyện này á, mấy người á, quá dị đoan, đâm ra người mấy người liên tưởng để nói, chứ mấy người chết nào mà lắng nghe kiểu đó, mà cũng không có người gì hết trơn, tôi không có tin đâu. Đó, thì á, một cái đêm đó ảnh nói xong, cái đêm đó anh nằm mơ ảnh thấy á, là có một người đàn ông và một người đàn bà đó, cái tuổi cũng chặt chặt như ảnh vậy đó, nói á, mày không tin đúng không, mày không tin thì tao sẽ cho mày tin. Đó, nói vậy đó, là tao sẽ cho gia đình mày chết hết đó, mày sẽ đau khổ như tụi tao từng đau khổ. Thì cái anh này á, vừa nghe xong á, ngày mai sáng mai á, ảnh khi mà ăn sáng chung với gia đình á, ảnh kể lại á, thì gia đình mới nói trời ơi, con nghe ba kể mà con sợ quá à. Đó, có người nói vậy. Thì con ảnh nói vậy, còn vợ ảnh cũng nói trời, em nghe anh kể em cũng dám ở trong nhà, nó không có gì đâu. Đó, cái thằng bé nhỏ xíu mà nó còn biết tin tưởng vậy, con ảnh mới học lớp 6 chứ nhiêu. Đó, nó còn tin tưởng. Vợ anh cũng sợ mà riêng ảnh ương ngạnh quá. Đâm ra đó, thì có bữa đó đó, ảnh đi làm á, tự nhiên á, leo lên trên vàng. Ảnh là cai mà, cho nên ảnh như nào mà leo lên vàng cao rồi lắm. Tự nhiên bữa ông leo lên vàng đó, ông có thử thử gì đó không biết sao mà sập cái vàng nó xuống, sập cái vàng nó xuống, cho nên anh bị té xuống một cái anh chết tươi tại chỗ luôn đó. Cho nên người vợ mới nói đó, thấy chưa, không chịu tin người ta. Bây giờ đó anh đi rồi đó anh ơi, anh đi rồi làm sao mà anh dám ở căn nhà này đó. Thì người vợ cũng đi làm về, một thời gian sau người vợ đi làm về, tự nhiên từ ở trong chỗ làm băng ra, định là chạy xe mà ở dưới phía dưới Cà Mau mà cũng có đâu có đông như thành phố mình đi vậy đó, vậy mà vẫn bị một chiếc xe tông vô, tưởng không có gì hết, khi mà về nhà là chị đã bị qua đời luôn đó. Trong vòng không có bao nhiêu lâu mà hai vợ chồng chết một cách tức tưởi vậy đó. Thì bên gia đình của bên chồng cũng gian dại lắm. Thì ở đâu á, lúc mà nhập học á, được á, 1 tháng 2 tháng rồi á, em trai này từ trường băng ra cũng bị xe tông tới, em trai đó cũng chết luôn. Chạy ra trong gia đình á, cái miếng đất đó gọi là miếng đất giống như là cô thân độc mã, cái miếng đất đó về đó đâu còn cái gia đình nữa đâu. Đó, tự nhiên rời rạc và ra đi từng người từng người, đúng như cái thâm tâm của cái người cai độc, người ta nói là giống như là tại sao mà người ta đã chết rồi mà cũng không tin, mà xây lên ngay chỗ người ta nằm là một cái toilet nữa. Đó, nghe có sợ không? Đó là cái câu chuyện rùng rợn mà trong vòng tích tắc không có bao nhiêu lâu á, mà lấy luôn á, là hai giờ ha, cái người chồng và người vợ ra đi mãi mãi, đứa con cũng mất luôn, tan tóc không. Đó là cái câu chuyện mà người ta mua miếng đất về mà người ta không có tin sự thật vào cái mồ mả còn lại của nơi đó. Nó là câu chuyện như vậy.